Điểm chuẩn ngành hát tăng đột biến, có ngành tăng đến 8 điểm. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm nay chủ yếu tăng mạnh ở các ngành hát, thu hút lượng thí sinh đăng ký đông, trong khi nhiều ngành hiện vẫn chưa tuyển đủ chỉ tiêu. Sau khi hoàn tất việc lọc ảo, từ 17 giờ ngày 4 tháng 10, các trường đại học sẽ lần lượt công bố điểm chuẩn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020, và hoàn tất việc này vào 17 giờ ngày 5 tháng 10, tăng 6-8 điểm. Theo tiến sĩ Trần Hoàng Hải, phó hiệu trưởng phụ trách trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, mùa tuyển sinh năm nay điểm chuẩn các ngành của trường đều tăng đột biến. Qua lần lọc ảo gần nhất vào trưa nay 4 tháng 10, điểm chuẩn dự kiến các ngành, cụ thể, ngành ngôn ngữ Anh tăng từ 6 đến 8 điểm, ngành luật tăng 5,5, 7 điểm, ngành quản trị kinh doanh tăng 6, 7,5 điểm. Đối với các ngành, hát quản trị luật, luật thương mại quốc tế những năm trước điểm chuẩn đã cao, năm nay tiếp tục tăng, trong đó quản trị luật. Chi tiết điểm chuẩn dự kiến các ngành, ngôn ngữ Anh thấp nhất 23,25 điểm, khối D01, quản trị kinh doanh thấp nhất 23,25 điểm, khối A01, quản trị luật thấp nhất 24,5 điểm, riêng khối A00 là 25 điểm, ngành luật thấp nhất 22,5 điểm, khối A01, cao nhất 27,25 điểm, khối C00, luật thương mại quốc tế 26,25-26,5 điểm. Tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, sau nhiều lần lọc ảo các ngành hát vẫn trụ hạng với mức điểm khá cao, như ngành trí tuệ nhân tạo dự kiến điểm chuẩn 27 mức điểm cao nhất của trường. Các ngành có mức điểm chuẩn dự kiến từ 26 điểm trở lên, gồm công nghệ kỹ thuật máy tính, công nghệ thông tin, cơ điện tử, ô tô, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, logistics, kỹ thuật máy tính. Các ngành có mức điểm 25 cũng khá nhiều. Nhiều ngành điểm thấp vẫn chưa tuyển đủ chỉ tiêu. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Khôi, trưởng phòng đào tạo trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, cho hay qua 5 lần lọc ảo của Bộ Giáo dục đào tạo, điểm chuẩn dự kiến của trường đã dần rõ, ngành y đa khoa trên 28,25 điểm, răng hàm mặt khoảng 28 điểm, ngành dược trên 26 điểm cả khối A00 và B00, trong khi tất cả các ngành đào tạo hệ cử nhân cũng đều tăng ít nhất 1 điểm so với điểm chuẩn năm ngoái. Dự kiến trưa 5 tháng 10, nhà trường sẽ công bố điểm chuẩn. Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Dũng, phó trưởng khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết điểm chuẩn của khoa năm nay tăng khoảng hơn 2 điểm so với năm ngoái. Qua 8 lần lọc ảo, điểm chuẩn dự kiến ngành y khoa là 27 điểm, ngành răng hàm mặt 26,7 điểm và ngành dược học 26 điểm, ông Dũng chia sẻ. Tiến sĩ Bùi Hoài Thắng, trưởng phòng đào tạo trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cũng cho hay, điểm chuẩn dự kiến của trường tính đến đầu giờ chiều nay tất cả các ngành của trường đều tăng so với mức điểm chuẩn năm ngoái từ 2 đến gần 3 điểm. Tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, điểm chuẩn các ngành của trường cũng đều tăng ít nhất 1 điểm. Trong đó, nhóm ngành công nghệ thông tin dẫn đầu với mức điểm cao nhất của trường với dự kiến trên 27 điểm. Còn các chương trình khác của nhóm ngành công nghệ thông tin có mức điểm dự kiến 24,5 đến 26 điểm. Theo Thạc sĩ Phùng Quán, trưởng phòng thông tin truyền thông nhà trường, ba ngành khó tuyển nhất của trường là Địa chất học, Kỹ thuật địa chất, Hải dương học. Những ngành khó tuyển này mặc dù hiện tuyển chưa đủ chỉ tiêu, nhưng nhà trường vẫn xác định điểm chuẩn cao hơn điểm sàn với dự kiến là 17 điểm, mức điểm thấp nhất của trường. Nếu lấy bằng mức điểm sàn, cũng không có thêm thí sinh nên trường quyết định mức điểm như vậy, ông Quán chia sẻ. Tương tự, tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, cũng cho biết, dù điểm của trường năm nay tăng nhưng một số ngành vẫn không tuyển được như, ngành thiết kế thời trang chỉ có một thí sinh trúng tuyển. Ngành điện tử viễn thông chất lượng cao Việt Nhật, ngành môi trường, chất lượng cao dù điểm chuẩn bằng sàn 19,5 điểm vẫn không tuyển được.